Hai chào mọi người nha, thì tiếp tục video mình sẽ đóng gói ship hàng cho khách. Thì hôm nay vừa đang đóng gói ship hàng cho khách thì đọc được cái comment của bạn này rồi lấy một bé 7X red giao lưu với lại một bé blue của mình. Mọi người thấy ý kiến này như thế nào, mọi người có đồng ý không? Nói chứ thì nếu mà giao lưu á, thì nếu mà bạn ở thành phố Hồ Chí Minh á, gần gần á, thì anh em mình có thể đem qua và trò chuyện và giao lưu với nhau. Còn nếu mà ở xa thì hơi khó. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Bye bye.